Xin chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay Huy sẽ giới thiệu đến các chị các bạn một cái mẫu xe mà mới vừa về tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy. Đây là chiếc xe Toyota Innova xuất sàn các bạn, được sản xuất vào tháng 11 của năm 2020. Và đây là cái mẫu mới của Toyota Innova. Xe thì được chủ xe giữ cũng khá là kỹ, cho nên là về ngoại thất thì hầu như là còn nguyên bản hết nha các bạn. Thì bên Huy mới vừa lái về, chưa có làm Maruguri, cho nên Huy quay sơ bộ cho các chị và các bạn xem về cái chất lượng của sản phẩm. Đầu tiên thì đây, độ các cái khe hở ha. Về cái xe này thì chủ xe có lắp thêm một cái miếng ốp cho cái đèn pha. Vỏ xe còn khá là dài, xe thì mới đi được có 20.000 cây số thôi. Bảo trì bảo dưỡng rất là đầy đủ tại hãng luôn. Xe này mua tại Toyota Tân Cảng bên Huy và bảo trì thì chủ xe cũng bảo dưỡng tại bên Huy. Đó, cho nên là chất lượng của xe thì các bạn yên tâm nha. Nước sơn thì hầu như còn nguyên bản, còn zin hết nha các bạn. Xe thì có trang bị che mưa, dán phim, mấy cái ốp chắn cửa đầy đủ hết luôn. Đó, vỏ xe Huy quay. Chi tiết cái này mẫu mới nhưng các bạn mâm nhìn mâm nó đã ghê không? Đẹp. Đó. Ở phía sau thì chủ xe có trang bị cũng khá là đầy đủ, giống như là những cái viền đèn sau, rồi những cái miếng ốp ở phía trên cản để tránh việc trầy xước khi mà lên xuống độ các bạn. Camera ve, mua tại HT cho nên các bạn thấy có tem ha, tem đã dán ở bên Huy luôn. HT là Hiroshima Tân Cảng các bạn. Vỏ xa cua chưa chạm đất nha. Gầm vuốt thì khá là ok, đẹp. Xe vẫn còn bảo hành đầy đủ và bên Huy thì cam kết về chất lượng xe, đảm bảo xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước. Động cơ hộp số còn nguyên bản, chưa từng tháo rỡ đầy tu. Thì thực sự là với một chiếc xe mà mẫu mới cuối 2020 thì xe mới đi mới đi được có khoảng 7 tháng nha các bạn. Mới có 7 tháng thôi thì thực sự là chiếc xe này còn khá là chất lượng. Và mình mua những sản phẩm này về mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí các bạn. Thì Huy sơ lược cho các chị và các bạn nắm về phần ngoại thất của xe. Thì một tí Huy sẽ báo cho chị và các bạn giá chính xác ha, về sản phẩm. Rồi Huy mời các chị và các bạn cùng Huy xem chi tiết bên trong phần nội thất nha các bạn nha. Huy mời các chị và các bạn cùng Huy xem chi tiết phần nội thất bên trong của sản phẩm. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà mới vừa về. Với một cái mức giá khá là vừa phải thì Huy sẽ tranh thủ quay cho các anh chị và các bạn xem. Nội thất bên trong thì còn rất là đẹp, chủ xe đi trang bị phụ kiện cũng rất là đầy đủ các bạn. Đây, những cái miếng này thì chủ xe đã gắn lên thì nó đảm bảo nó không có bị trầy xước cái phần ốp nhựa ở dưới nha. Còn đây dưới sàn thì chủ xe đã lót sàn Simly đầy đủ rồi các bạn. Đây là cái vị trí để đồ nghề. Đồ nghề thì chắc chắn rồi, chưa sử dụng lần nào. Bánh xe cua còn nguyên mà các bạn. Ghế da ha, da này da màu đen. Da này chủ xe bọc tại hãng luôn cho nên rất là xịn luôn các bạn nha. Khai để hành lý ở phía sau. Nếu như mà mình vẫn sử dụng, mình treo cái sản phẩm này lên, mình treo hai cái dãy ghế này, ghế sau này lên, hai cái ghế sau này lên, mình sẽ có một cái vị trí để đồ rất là rộng. Còn nếu trường hợp mà mình muốn có người đi, người dùng thì mình có thể gập một hoặc là hai cái ghế xuống đều được nha các bạn. Ok, keo trùng thì nguyên bản, ốc vít, bô lon, con tán, mọi thứ thì hầu như là còn nguyên bản hết. Bên Huy thì chủ yếu lái về làm maru lại thôi. Còn sản phẩm này thì nói chung là chủ xe đi giữ kỹ. Và hầu như là ngoại thất của xe và nội thất là còn zin hết các bạn, còn rất là đẹp. Ở dưới sàn chủ xe còn lót những cái tấm những cái miếng ốp này của hãng này các bạn thấy không? Chất lượng cực kỳ chất lượng luôn. Máy tapi, tapi cửa. Ở trong xe thì nội thất còn thơm, thơm mùi da ghế, thơm mùi tapi. Thực sự là xe này mà về làm Maruguri lại làm đẹp lại á các bạn. Thì nhiều bạn hỏi Maruguri bên Huy là gì? Maruguri bên Huy là bên Huy lái xe về sẽ tiến hành là làm đẹp lại. Đó là làm đẹp toàn diện các bạn. Thì bên Huy sẽ tiến hành vệ sinh toàn bộ nội thất bên trong, tháo ghế rồi ra các bạn, khử khuẩn, diệt khuẩn rồi hết tất tần tật luôn.
rồi bên Huy vệ sinh đánh bóng lại toàn bộ xe, vệ sinh động cơ, vệ sinh gầm á các bạn, làm rất là kỹ luôn. Và cái những cái công việc này thì ở bên Huy là những kỹ thuật mà được qua Toyota Hiroshima ở bên Nhật á, được làm việc và đào tạo ở bên đó về, và trang thiết bị là sử dụng ở bên Nhật về luôn, và tiến hành làm cho những cái sản phẩm xe của bạn, cho nên là khá là chất lượng. Đây các bạn, đó, camera gear rất là sáng luôn, và xe này thì camera gear là bạn nhìn thấy không, rất là rõ. Và phía sau lưng Huy đây là cái tòa nhà Landmark 81 tầng nha các bạn. Hộp số thì có chế độ Eco Power đầy đủ luôn. Động cơ cơ nổ các bạn thấy không, rất là êm. Thì sơ lược cho các anh chị và các bạn nắm về phần nội thất bên trong, thì Huy sẽ mời các anh chị các bạn cùng với Huy sơ lược về phần động cơ một tí nữa. Động cơ thì sử dụng hệ thống phố khí thông minh đua VVTi các bạn. Và động cơ thì chắc chắn rồi, vẫn còn bảo hành hãng, và từng bộ lon con tám mọi thứ là còn nguyên bản hết các bạn. Đó, khung xương mọi thứ là còn nguyên hết nhé. Sản phẩm này hiện tại đang được bên Huy chào bán với giá chỉ có 705 triệu thôi nha các bạn. Mẫu mới, mới đi được có 18.000 cây số. 705 triệu là mình tiết kiệm được rất là nhiều, hơn cả 100 triệu, với mình sẽ hưởng được những cái phụ kiện mà chủ xe đã gắn rồi, mình đỡ tốn chi phí. Mình mua xe mới về là mình phải gắn thêm phim rồi phụ kiện rồi tùm lum thứ nữa, nó lại phát sinh rất là nhiều thứ. Thì sơ lược cho các anh chị và các bạn nắm về tình trạng của sản phẩm, thì sản phẩm này vẫn được ngân hàng tài chính Toyota hỗ trợ cho vay, lãi suất cực kỳ ưu đãi và chế độ bảo hành đầy đủ nha các bạn. Có bất kỳ vấn đề gì thì các anh chị các bạn có thể đem đến bất kỳ đại lý Toyota nào trên toàn quốc đều được kiểm tra và bảo hành cho các anh chị. Thì Huy sơ lược cho các anh chị và các bạn nắm về sản phẩm, có những vấn đề thắc mắc gì chưa rõ thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Huy, alo cho Huy, Huy tư vấn rõ hơn cho các anh chị. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo ạ.